Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Điền Vlog. Chúc anh em có một ngày xem video hoặc là vui vẻ nha. Thì bữa nay là thứ ba anh em, 10 tháng 12 nè. Mình lại lên cho anh em một bớ chim chè hang nhiều anh em. Đó, thì tại vì mình xây vòng vòng chỉ có chè hang anh em, chè màu với chè lửa mình không chiên. Thì bữa giờ đúng ra là mình lên clip cho anh em sớm rồi nhưng mà không có chim anh em. Mùa này chim mấy con hang rất là ít. Đó, lửa thì mình không dám ôm nhiều. Đó là bữa giờ còn mấy con mà không lên, thì bữa nay có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, 6 con cám này mình lên cho anh em ha. Trong đó cũng có mấy con chưa cám, mấy con nào chưa cám mình báo chưa cám anh em. Thì sáng giờ nắng cũng khá là ngon anh em, nhưng mà mình không có đem chim ra phơi ha. Sáng giờ mình sạc được, sạc rửa vệ sinh một cái chuồng. Này nắng ngon lắm anh em, đang cái chuồng nữa, chuồng này bự chiều nay về lửa ha. Thì chiều nay mình về được mấy chục con lửa, với mớ hang anh em, chưa cám không à. Đó thì... ngày mai bữa nay mình lên mấy cái hang này, ngày mai mình lên chè lửa cho anh em ha anh em. Thì chim về thì hôm nay mình đá lông cũng khá là nhiều, mình đi hàng chim tiễn á nên chim cũng đẹp, giá nó cũng hơi cao anh em, nhìn chim anh em cũng biết ha. Rồi về tập cám mấy con này chưa ăn cám, bữa giờ anh em mình cũng like bên TikTok á, nó câu được hai bóng đèn mình like TikTok cũng được anh em ủng hộ khá là nhiều. Nhưng mà anh em yên tâm ha, thì mình lên cho anh em thì giá nó làm sao bên TikTok nè, Facebook, Zalo anh em thì nó cũng đồng một giá chứ nó không có chênh lệch giá, anh em cứ yên tâm phần đó ha. Với cái thứ hai nữa, mình lên con nào có sao bình báo vậy, bình bao anh em sao là mình làm được như thế. Mấy cái xui rủi thì anh em không cảm nhau, mình giải quyết ha. Rồi cái nữa anh em biết sao không, chim thì mình bấm mã số để giá hết trơn rồi, anh em cứ coi mã số coi giá anh em ưng. Thứ nhất là anh em ưng con chim nè, giá cả hợp lý anh em cứ báo mã số cho mình. Cách nhanh nhất là anh em gọi điện thoại cho mình nha, gọi số điện thoại đó. Còn chứ để nhiều khi anh em bình luận nó bị trôi anh em. Đó. Nay có mấy con ăn cám, mấy con chưa cám nè. Rồi, thì hôm qua về anh em mình được một con chim bông, sáng giờ mình sạc nè. Phơi cũng gần khô nữa, đây ráo ráo cái mình chuẩn bị chiều về ha. Có con chim bông anh em. Nhưng mà con này anh em mình thò tay vô mình bắt là mình sẽ che mờ lại nha anh em. Mình che mờ lại hoặc là anh em xem cái ảnh ngoài anh em, hoặc là anh em kết bạn Zalo mình gửi anh em. Đợt rồi mình đăng lên anh em nó bị báo cáo, chắc cái này là bị báo cáo chứ không phải là bị quét anh em. Đây bị báo cáo rồi, nó phá hơn là mình kháng cáo là được. Con này bỏ chưa cám anh em, thấy có hai con bông không đây nè. Anh em nhìn kỹ anh em thấy nha, chứ anh em nhìn mờ sơ anh em không thấy đâu. Hai cọng này không phải là nó nằm ngay cái ghi mép nè anh em. Đó, xíu hai cọng nít nịt nè. Chưa cám anh em. Thầy kệ có đỡ hơn không anh em. Nhưng mà con này rất đẹp nha, mũi hông nha. Chân cẳng đẹp nha, mẫu hót nè. Thì con này mình giao lưu với anh em là 350 chưa cám nha anh em. Anh em lưu ý nha, 350 chưa cám hai cọng bông nghe cái khóe miệng đó. Kệ có đỡ không anh em. Rồi giờ qua bên đây nè anh em, mình lên cho anh em mấy con nè. Thì đợt rồi mình lên mình còn cụ con số 1 chứ con số 4, còn mấy con chim kia chim mới nè, có chuồng nó lên nó đi được 2-3 xác nữa. Rồi thì đầu tiên là con số 1, con chờ màu gốc câu bằng trống đẹp, bao trống bao cám cho anh em mình luôn. Thì con này giao lưu với anh em là 500k ha. Hôm bữa bắt ra anh em nó có bị rụng nửa cái dàn đua bên tay trái, thì nay nó ra lợi rồi đây. Rồi một con ha, qua tới con số 2 đây. Con số 2 này là chim trống ăn cám cứng. Thì mấy con chim ăn cám bên mình thì mình sẽ bao ăn cám và bao tật lỗ cho anh em mình 3 ngày nha. Đó thì con có số thì nó ăn cám gà thì mình sẽ gửi cám gà cho anh em. Còn có số ăn cám bọt thì mình sẽ gửi cám bọt nha anh em. Thì con chim mà nó ra ăn cám rồi là mình tính cám cứng anh em, chứ không phải là ăn cám hạt mới cám cứng nha. Tại vì có một số á thì anh em đã chơi chim đi lấy giải, đi thi hót, khi đá gì anh em, người ta cũng đâu có cho ăn mà kiểu mà cám hạt đâu. Con số ta làm cám bột ha. Cái giai đoạn khó anh em là từ con chim bổ, chim rừng nó về nó ăn cám bột, chứ không phải là giai đoạn khó là từ cám bột qua cám hạt, nó rất là dễ anh em. Anh em trộn cám bột vô cám hạt chừng bữa hai là ăn cái gì, hoặc là hết thủ nó ăn à. Rồi con số 2 400k anh em mình về nuôi hót ha. Tướng chim rất đẹp anh em, tướng trung chim nè, cao cầu nhảy nít khôn anh em, đuôi giật chảnh chảnh nè. Rồi con số 2 là 400k nè. Rồi qua tới con số 3 nữa nè. Con số 3 này là cũng 400k ha anh em. Bự đẹp hơn nè. Đó, nhảy nó rất là khôn anh em. Anh em để ý kỹ nha, nó chụp cái giò vô không à. Đậu không trầy, đuôi không tưa nha anh em. Thì con số 3 này mình để cho anh em là 400k. Bao cám bao tật đỏ cho anh em mình 3 ngày luôn. Con này giò dài nè, mắt bắn mỏ ok nè. Giò bóp sắc lẻm à. Ba cánh chà bá, đuôi xè khá là to nè.
Rồi con số 3 ha. Con số 3 là 400 nha anh em. Rồi lên tới con số 4 cho anh em nè. Con số 4 này thì giá nó cũng là 400k ha. Anh em thấy nè, nhảy nó rất là khô anh em. Cũng khá là to ha. Bả cánh trắng bự nè. Nó anh em để không? Nó nhảy thì nó nhảy nhưng mà cái giò nó chụp vô trước anh em. Đó, quá trời đã rồi còn gì nữa anh em. Con số 4 này 400k, bao cám bao tật lỗ cho anh em mình 3 ngày về anh em nuôi hót và anh em nuôi đá cũng được nè. Con này khá là đẹp anh em. Rồi có mấy tới con số 5 chưa cám anh em. Đây. Bữa cái chuồng số 5 này là mình like bên TikTok á, anh em ủng hộ khá là nhiều nên chim ra vô liên tục nè. Còn mã số 5 này 300k chưa cám, con chim bổi hết nè. Thì anh em thấy nè. Đó. Bự cao cầu, bả cánh trắng nó to chập bá luôn nè. Đua dãnh giật nha. Rồi mã số 5 chưa cám là 300k ha anh em. Rồi xuống số 6 nè. Mình để lộn xộn anh em, nhưng mà lúc mình quay thì mình sẽ quay heo đúng mã số cho anh em ha. Đây con số 6 này, con này cũng là 300 chưa cám, chim mới về chuyển qua cái bợp luôn nè, bự con nè. Đó, bự con nhảy nít khôn. Đầu to, mỏ to, ngực to, đuôi cũng khá là đẹp anh em. Thì con số 6 này 300k chưa cám, về anh em mình tập cám rồi mình nuôi hót nuôi đá đều được ha anh em. Rồi, số 6 xong rồi, giờ mình tới số 7 anh em ơi. Rồi số 7 này chim cám cứng rồi. Thôi con này chạy mỏ quá anh em. Nó hơi bị chạy mỏ, để cho anh em 300 thôi. Rồi mã số 7 này 300k ha anh em. Chim ăn cám cứng nè. Đó anh em để ý nha. Nó có chạy mỏ nhưng mà anh em nhìn kỹ lại nè, nó trong cái chuồng á nó nhảy rất là khô anh em, nó chụp cái giò vô. Chạy mỏ là anh em biết sao nó chạy không? Mình cho ra lồng tắm á, lồng tắm mình để trước cửa rồi mình đi ra đi vô, người đi qua đi lại đó. Rồi nó quạng nó nhảy anh em. Con này ha, rất là to anh em. To hơn mấy con kia rất là nhiều ha. Bà cánh trắng to chập bá nái luôn nè. Về anh em có thể nuôi đá được anh em. Mắt móng mỏ ok, có điều mỏ chạy à. 300k nha anh em. Rồi, số 7 xong rồi tới số 8 anh em. Xây tè le học mèo luôn. Chạy tới chạy lui luôn, nãy quên để ý mình sửa số cho nó gần gần lại. Con này mã số 8 400k, tướng trung chim. Thì con này là có thái độ rất là khá anh em. Nó nghe chim hót là nó cũng đã hót lại rồi. Con số 4 cũng thái độ tốt lắm, cũng có hót anh em. Nhưng mà anh em biết sao, hôm qua mình tắm á, mình phát hiện nó là bị gãy nửa móng anh em. Nó bị gãy cái chót móng á. Anh em này, con này họng đen anh em. Gãy cái chót móng thì mỏ cũng có trầy nhẹ anh em. Con này thì cũng thái độ tốt. Gãy chót móng á thì nó không có tính lỗi anh em, nhưng mà nhìn nó xấu á. Thì mình con nào mình thấy sao mình báo anh em. Đó, thì con số 8 này mình giao lưu với anh em là 400k, bao cám bao tật lỗ cho anh em mình 3 ngày ha. Anh em mà có nuôi nghe hót anh em chốt con này về rất là nhanh hót anh em, rất là xuyên hót anh. Rồi tới con số 9 anh em ơi. Con số 10 này hôm qua mình like chốt rồi hai cặp cặp chim lỗi, trống mái chim lỗi anh em. Bỏ qua một bên ha. Rồi con số 9 là con cuối cùng ngày hôm nay nè. Đó, bự đẹp. Mỏ cũng có trầy anh em. Nhưng mà khô mà hết trơn rồi. Con này mình để cho anh em là 300k về anh em nuôi hót hoặc nuôi đá. Móng đẹp nha anh em. Móng ôm cầu sắc lẻm à. Số 9 này là 300k hết anh em. Rồi thì hôm nay mình có lên nhiêu đây chim ăn cám thôi anh em, có hai con chưa cám nha anh em. 9 con là 6 con ăn cám nha. Anh em cứ phái con nào anh em cứ alo cho mình ha. Rồi chiều nay mình về mấy con hang, mấy con lửa mình xả, bắt đầu mình xả anh em, lửa mình xả. Xả bấy nhầy luôn. Quên nữa. Con này đẹp lắm anh em. Anh em chịu chốt luôn anh em, con này cám bọt hơi hơi à. Lâu lâu nó ăn nhưng mà nó ăn chưa có chắc ha. Anh em nhìn nè. Đó, cái tướng này mà về nuôi hót là chê gì nữa nè. Đó. Quá trời đã luôn. Đứng lên hình chữ V nè. Cao cầu anh em. Con này chưa cám mình giao lưu anh em bắt về tập cám mình để cho anh em 400 ha. Móng rất đẹp ha. Nói chung là con chim đẹp từ trên tới dưới anh em, mỗi tội là chưa cám thôi. 400k về anh em mình nuôi nghe hót nha. Rồi, video mình kết thúc tại đây đi. Để ngày mơ mình lên clip tiếp ha anh em. Lên clip lửa riêng lửa cho anh em. Rồi chào tất cả anh em nha, hẹn anh em ở những video lần sau ha.